Vâng, bốn đội đã bắt đầu vào cuộc thi. Dường như Cai Thi, Thợ Mỏ, đội mũ màu xanh nước biển đang có một chiến thuật hoàn toàn khác biệt. Mọi người có thể để ý, Cai Thi ngủ nhiều hơn bình thường. Chiến thuật của Cai Thi khá ổn định. Anh tiếp tục di chuyển ra những bãi vàng không có ai. Điều này sẽ giúp cho anh ta không phải chia sẻ số lượng vàng và giúp cho anh ta ổn định ở vị trí số 1. Vâng, kết thúc rồi. Cai Thi kết thúc ở vị trí số 1. 2.400 vàng. Cái cảm nhận của mình cuộc thi này khá là tích cực. Đây là một cái rất bổ ích và ý nghĩa cho cái có thể là bước đệm cho cái sự phát triển của đội ngũ kỹ sư khi là nhà khoa học trẻ trong phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam. Mình cảm thấy là thú khi được tham gia cuộc thi, khi mà mình thử sức với những mô hình development learning của mình. Ý kiến riêng của tụi em, tin điểm PT là đối thủ vô cùng đáng gờm vì có bot, có chiến thuật rất là hay. Đây là vòng cuối cùng rồi và có rất nhiều biến số khó đoán trong cuộc thi này. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều đội mạnh bị đánh bại và có những cái đội xếp ở phía dưới nhưng đã lội ngược dòng thành công. Khi lọt vào vòng bán kết thì mình nghĩ team nào cũng mạnh là đều có khả năng vô địch. Chính vì thế team mình cũng không phải là ngoại lệ và mình đang rất tự tin và chờ đợi họ đến ngày thi đấu chung kết. Mình xin chúc là các đội thi sẽ đạt được nhiều may mắn và hy vọng rằng người chiến thắng sẽ là người giỏi nhất.